Xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nha. Đây, hôm nay thì em lên cho các bác một con công suất về gọi là nghe nhạc vui vui nhá. Đấy, nghe nhạc chơi chơi vui vui. Đấy, về các bác cứ việc ghép loa vào là nghe nhạc thôi nhá. Còn nghe như thế nào? Đây thì có cắm điện thoại cho em nhá. Đấy, đây. Lại về cắm điện thoại cho em. Đây, cầu loa thì em đã ghép sẵn đây rồi các bác nhá. Đây. Đây là hai cầu loa này, nó trái nó phải đấy, em gắp sẵn rồi. Đấy, còn đây là điện thoại này, AV này. Đấy, về các bác cắm điện thoại này. Con này là của Victor nhá. Victor này, có mã là A70MD, A70MD công suất là 49. Đấy, em và em bác là thích nghe đài cắm đây cho em. Đấy, con này thì có cả CD này. Có cả CD này. Đấy, nhưng mà cái CD này thì em thử rồi. Em cho đĩa em thử rồi thì mắt nó hơi kém rồi. Thì về các bác nào cần ấy thì lau cái mắt đi nhá. Tháo cái vỏ ra này, các bác tháo cho cái vỏ này. Sau đó các bác dùng cái tăm bông ấy, các bác lau hết cái mắt đi cho em. Tại vì em nghĩ là nếu mà mình kiểu để nhà thì cái mắt nó bụi ấy. Đấy thì các bác lau mắt đi. Nếu mà mắt ok chạy thì có thể là mình dùng luôn. Còn nếu mà mắt nó kém thì nếu mình muốn cái CD thì mình thay. Đấy. Còn con này thì em bán chỉ bán phần công suất để về các bác nghe nhạc cho mà. Đấy, bán ghép về ghép loa nghe nhạc nó sướng. Đấy. Đây thì em sẽ lên nhạc để các bác nghe thử này. Đây, em sẽ lên nhạc các bác nghe thử nhá. Làm bản nhạc Tây Bắc. Sinh viên tìm vị trí thực đấy, tập AX này. Freelancer tìm một công đây, việc làm tại ví dụ nhà. nhá, em đang nghe CD này. Ví dụ em để CD đúng không? Em để CD đúng không? Đấy, bây giờ ví dụ em mà muốn nghe điện thoại đúng không ạ? Đây, ở đây là có cổng AX này các bác này. Đấy, em nhấn vào đây nhá. Em các bác nhìn em nhấn này. Ngay lập tức nó sẽ chuyển về chế độ AX. Rõ ràng như việc làm lương thành. Và lên nhạc. CD. Nó hoạt động độc lập nhá. Vừa nghe điện thoại mà các bác vừa vẫn có thể cho CD ra vào được. Đấy, còn muốn CD thì các bác nhấn play CD là nó chuyển từ AUX sang điện thoại. Em xin lỗi các bác chút nhá, nhà em có khách vào hỏi đục. Đấy. Cơ bản thì nó sẽ là như vậy các bác nhá. Giá của nó là con này nhá, là 400. Vâng, giá 400 ấy thì bác làm một chốt con này Zalo ngay cho Nguyên Vũ Audio nhá. Qua số điện thoại là 0966 59481. Vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác tại video tiếp theo bên em nhá.